Cho hỏi cô là tên là gì ạ? Đặng Thị Soạn, Quê quán hiện nay cô đang ở đâu ạ? Thọ Vực, Đội Bình. Ở Thọ Vực, Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội. Tình trạng cô bị đau như là, cô thử đứng dậy cho xem. À, cô biết đau đau cái tức ở như nào? Đau đau tức ở chỗ đây này. À, từ mông chạy xuống. Không, có mỗi tròn này thôi. À, mỗi tròn mông này thôi. Và một tức tên tức. Tình trạng của cô bị diễn ra là bao lâu rồi? Có lẽ phải đây phải gần nửa tháng rồi. Gần nửa tháng rồi. Có cái đau tức khung mông này. Khung này là đau tức khung mông. Thế cô đã đi thăm khám đâu chưa? Đợt này không đi, còn năm ngoái là đi lên viện thì là nó năm ngoái nó cũng vẫn đau ở chỗ đau chỗ này, chụp phim nước là nào người ta bảo như thế thì là năm nay nó vẫn đau chỗ này. À, năm ngoái khi mà chụp phim như vậy bác sĩ kết luận ra làm sao? Bị phát hiện thế đấy. Phát hiện thế đấy, chèn em rơi được kinh tọa đúng không? Vâng. Đúng rồi, thần kinh. Tên ta bị bị thần kinh tọa và phát hiện vâng. Thế đấy. Nói chung là bị thoái hóa cột sống nó chèn ép thần kinh tọa. Vâng. À, cháu giải thích cho cô thêm nhá, tức là thông thường người ta khoảng 70% là do thoái hóa cột sống nói chung, trong đó có thể là bôi gai, có thể thoát vị, chèn ép dây kinh tọa. Dây kinh tọa thì là theo dân gian thì gọi là thần dây kinh tọa, hoặc là đông y thì người ta cũng gọi thần kinh tọa, đó là thần kinh ngồi. Còn bên tây y thì người ta gọi là thần kinh hông to, nó là sợi thần kinh to nhất trên cơ thể, nó chạy từ khu L5 S1 cột sống chạy ra mông rồi chạy xuống đằng sau chân. Nếu ai mà bị nặng là sẽ cảm thấy tê tức và cả cảm thấy có lúc đó hơi hơi giật giật. Vâng, tê tức căng cả một bên chân. Đấy. Nhưng của cô có mỗi bị đau ở mông này thôi hả? Vâng. Vâng, đau có lúc tình trạng nó giật giật thì. Vâng, thế thì tình trạng cũng chưa nặng lắm đâu. Hôm nay cô đến đây thì nhà thuốc sẽ có các phương thức để chữa cho cô nhé. Vâng. Cô ngồi ghế. Thế cô đau này cô cảm thấy khó chịu không? Có khó chịu chứ. Khó lắm. Vâng. Ví dụ mình thả này bình thường thì nó đi nó người nó nhẹ nhõm. Vâng. Mình bây giờ nó đau nó đi nó vất vả hơn. Vâng. Nó đau, nó ê ẩm. Mấy hôm nay thì nó ê ẩm nó đau. Hôm nọ thì đau, vâng. Đêm phải đấm. Có nhiều người là bị đau tê tức này, nó đau thì nó không quá đau nhưng mà nó rất là buồn bực. Đấy. Buồn bực gì đây, đau ấy, đau đi nhiều lúc đau lắm ấy. Dạ vâng, cô yên tâm. Vâng. Cháu thì là một trong những người chuyên chữa về cái bệnh này đấy. Hôm nay cô là cũng là ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đến đây thì nhà thuốc sẽ có những phương thức để chữa cho cô. Đây, cái này là cái rượu thuốc của đặc biệt của bên nhà thuốc. Đấy thì thứ nhất là trong này đã có hướng dẫn rồi. Nhưng mà cháu vẫn hướng dẫn cô thêm một chút là sau ăn trưa cô uống một chén con này, một chén hạt mít. Lưng chén thôi nhá, không cần đầy, mà uống đầy cũng được. Và trước khi đi ngủ một chén hạt mít mà các cụ hay uống rượu màu trắng ấy. Đấy, hoặc là nó tương đương ít hơn chén này chè này. Đấy. Mà thậm chí uống nhiều hơn cũng không sao. Còn trong tình trạng mà phụ nữ mà khó uống rượu thì là cô cứ đổ vào cốc nước để uống. Nó giá trị nó như nhau. Đấy. Nếu mà cô cảm thấy khó uống thì cô có thể là đổ trực tiếp. Cô đổ trực tiếp vào trong cái cốc nước để uống cho là dễ uống. Nếu trong trường hợp mà cô cảm thấy không thích uống rượu. Đấy, hôm nay cô đến nhà thuốc thì đấy dùng cái rượu là đặc biệt này của nhà thuốc. Và thông thường là uống nhiều trường hợp là đỡ và khỏi luôn. Còn có những trường hợp là trước khi khỏi thì là đau hơn trong vòng một tuần, trên dưới một tuần là có thể đau hơn, đấy là ít trường hợp như vậy. Hôm nay cô đến nhà thuốc thì cái rượu thuốc này cô dùng trong một thời gian nhé. Tình trạng đau của cô là nó có từ hơn một năm rồi đúng không? Nhưng mà sau khi từ xưa đến nay thì lâu rồi, từ ngày trước con gái nào cũng bị một lần. Nó khỏi từ ngày đấy mấy chục năm. Vâng. Từ năm ngoái là bắt đầu đi chụp phim là tái lại là sang năm nay. Vâng. Vâng, đây, không được không ạ? Cho cô xin cảm ơn cháu nha. Cô về cứ yên tâm uống nha, có vấn đề gì gọi nhà thuốc qua số điện thoại ở dưới đấy cho cô nhé. Vâng, cô cảm ơn cháu nha. Vâng, cố gắng lên, bệnh này nó khó thì nó không khó chữa lắm đâu. Cố gắng là dùng thuốc là ok, là được. Tôi chào cả nhà nha. Dạ vâng. Cô về, cô đi cẩn thận. Khoái là ở làng, đi một tí rồi về. Vâng. Kia lên trên với cháu. Thì lại đèo đi đèo về, nó bảo lên trọng thông khí cho, bảo thôi. Đi viện cũng ấy, bây giờ đang dịch dạng. Dạ, là dạ. Nhà nó gần vợ không muốn. Dạ. Đó, nó duyên nợ với nhau thì là đến với nhau, dạ. Ai tin thì đến, không tin thì không. Dạ, về đi. Alo ạ.
À em à. À cô soạn hay em đấy? Em con cô à? À đây là cô soạn này không ạ? Ờ tiếng nói giống cái đứa em nhà mình thế. Thế dạo này trời lạnh hơn có nó bị đau lại không? Thần kinh tọa ấy. À tức là từ ngày chữa đến bây giờ là không bị đau lại nữa đúng không? Là ổn định rồi, tốt quá còn gì nữa. Thấy có lúc gặp cô đi đường chắc là bảo định hỏi nhưng mà họ ổn chưa, và lúc nào hỏi cô xem là tình trạng sau khi dùng thuốc nó ổn hẳn chưa? Bảo từ ngày dùng thuốc đến bây giờ là ổn hẳn chưa ạ? À ổn hẳn rồi, tốt rồi, đi lại tốt rồi, nhảy múa tốt rồi, thỉnh thoảng có hay nhảy múa ở các hội phụ nữ không? Và thỉnh thoảng cô có hay tham gia vào hội phụ nữ nhảy múa gì không? Là im, không được kêu. Cô có nghe rõ không ạ? Vâng, chắc là điện thoại sóng 2G nên cũng không rõ, không nghe rõ lắm đúng không? Vâng, nói chung là đi lại tốt rồi nhá. Mùa lạnh này mà không bị lại là tốt rồi. Vâng, có dịp vào cháu chơi nhá. Vâng. Vâng, cơ bản là cô khỏe. Và cơ bản là cô nhiều việc là thấy cô khỏe không còn đau nữa, tốt rồi. Và cái cô này là người ở cùng thôn bị viêm đau dây thanh tọa, sau một thời gian dùng một cái liệu trình thuốc của nhà thuốc thì bây giờ đã ổn định rồi. Cô thì cô bận hỏi từ xa thì cô đã khỏi hẳn rồi, không còn bị đau nữa. Đây là sản phẩm rượu thuốc uống chuyên chữa bệnh viêm đau dây thanh kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Liều dùng cũng rất là vi lượng, không phải đun, không phải sắc gì. Ngày uống có 2 ly con thôi, sau ăn trưa 1 ly và trước khi đi ngủ 1 ly. Có thể đổ vào cốc nước để uống cho dễ uống. Đấy, cái sản phẩm thực tế đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Ngoài chữa bệnh viêm đau dây thanh kinh tọa, nhà thuốc còn chữa bệnh táo bón kinh liên. Đấy, sản phẩm chữa bệnh táo bón kinh liên và lở loét miệng lưỡi. Đây, sản phẩm lở loét miệng lưỡi đây. Thì cái này là thuốc ngậm. Bởi vì những bệnh nhân ở xa, Minh Cương xin phép mà nói thêm một chút. Bệnh nhân ở xa mà lở loét miệng lưỡi, Minh Cương gửi thuốc thô, bởi vì là thuốc nước thì nó nhanh hỏng mà để đi thì đi lâu, thì nếu gần thì Minh Cương đun trực tiếp thuốc nước để ngậm. Và cái thuốc này đấy, bản chất nó là thuốc này đóng gói để chữa lở loét miệng lưỡi, tuy nhiên là còn thuốc uống bên trong nữa. Đấy, thứ nhất là thần kinh tọa, thứ hai là lở loét miệng lưỡi, và thứ ba là bệnh táo bón kinh liên. Quý vị vừa xem rồi, còn đây Minh Cương vừa xay thuốc ho. Đây là cối xay chuyên xay thuốc chữa ho hen suyễn. Minh Cương sẽ cố gắng tạo ra các bài thuốc kết hợp với các bài cổ phương cũng như là thuốc cổ truyền để tạo ra các sản phẩm tốt nhất có thể để chữa bệnh chính cho người Việt Nam.